Duy Muối và bài học đắt giá cho những ai đang có thương hiệu cá nhân trên Internet và đang mong muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet. Trong những ngày qua thì cộng đồng mạng nói chung là đang gợn sóng trước một cái câu nói cợt nhả của Duy Muối. Và cái câu nói này đúng hay sai thì chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng rồi. Tất cả những cái kênh truyền hình rồi những cái đài chính thống cũng như là những cái cá nhân, những cái tổ chức, người ta đều đưa những cái tin để nói về một cái sự việc này. Và cái sự việc này tưởng chừng như nó vô hại nhưng mà nó lại đi rất rất là xa và nó đã gây cho Duy Muối gặp vô vàn những cái khó khăn. Và đây là một cái vụ khủng hoảng truyền thông mình đánh giá là khá là lớn. Vậy thì cái điều mà đúng hay sai chúng ta sẽ không phân tích ở đây, mà chúng ta sẽ phân tích cái bài học chúng ta rút ra được gì cho bản thân mình, chúng ta rút được gì để khi mà chính chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet, chính chúng ta đang có thương hiệu cá nhân trên Internet, chúng ta phải giữ gìn cái thương hiệu của mình ra làm sao để tránh rơi vào tình trạng bị khủng hoảng truyền thông. Rồi, các bạn biết rằng là cái việc mà tự do ngôn luận ở trên Internet là chúng ta thoải mái tự do ngôn luận, nhưng có một điều các bạn phải nhớ, đó chính là phải tuân thủ đạo đức và pháp luật Việt Nam. Các bạn không thể lên tự do ngôn luận mà tôi thích, tôi nói cái điều này, tôi chửi ông kia, tôi bêu diếu ông kia. No, ở Việt Nam bạn không thể làm được như vậy đâu. Bạn làm như vậy người ta kiện bạn là bạn đi tù ngay. Cái vụ việc của chị Nguyễn Phương Hằng đúng không? Chị Nguyễn Phương Hằng, các bạn thừa biết cái vụ việc nó lớn đến, nó nổi tiếng đến như thế nào. Và bây giờ cái giá phải trả đấy đúng không? Chúng ta đã nhìn rõ, rất rõ đấy. Nên chúng ta không thể tự do ngôn luận theo kiểu mình thích nói gì để nói. Và cái việc ứng xử trên mạng xã hội của chúng ta nó tuân thủ nghiêm ngặt trong cái việc giống như ở ngoài đời thực. Nhiều khi các bạn cứ nghĩ rằng một cái câu comment bình thường thôi, câu trêu đùa thôi, nhưng cái câu nói đó của bạn nó rất khó có thể thu lại nếu như mà bạn đã đăng nó lên rồi. Ví dụ như bạn đăng một video, bạn đăng một cái câu bình luận mà người ta nhìn thấy rồi, người ta chụp lại được rồi, thì bạn không bao giờ bạn rút được lại. Vì có hai cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói với nhau ở đây. Một là cái bài học giữ gìn cái thương hiệu cá nhân của mình, giữ gìn cái uy tín cá nhân của mình để tránh rơi vào khủng hoảng truyền thông. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giữ gìn? Cái điều đầu tiên bạn phải nên nhớ là chúng ta sống ở đâu, chúng ta phải tuân thủ cái luật chơi ở đó. Chúng ta phải tuân thủ, chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Chúng ta sống ở trên mạng xã hội nền tảng nào, chúng ta phải tuân thủ nền tảng, chính sách nền tảng của cái nền tảng đó. Đấy, nên cái điều quan trọng bậc nhất đó chính là bạn phải hiểu luật, bạn phải hiểu cái cách ứng xử, cái cách hành xử của chính bản thân mình và cách hành xử được quy định trong các văn bản của pháp luật ở Việt Nam để làm sao chúng ta bị tránh bị rơi vào. Thứ hai nữa là hãy tém tém cái mồm này, hãy tém tém cái những cái anh hùng phí của mình này. Bởi vì cái comment của bạn cứ tưởng là đơn giản nhưng nó có thể giết chết cái tương lai của bạn. Do đó là trước khi nói bất kỳ một cái điều gì, hãy nghĩ đặt lên, lưng lên đặt xuống thật nhiều lần trước khi chúng ta ấn enter để gửi cái nội dung comment đi. Đừng cứ bâu vào một cái tưởng có một sự vụ gì đó xong các bạn bâu vào, xong bắt đầu bạn nói là cái đoạn tiên là bạn hỏng ngay. Nếu như bạn không phải là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thì bạn nói một vài cái câu bình thường hoặc là có thể là nói đôi chút nó ảnh hưởng, nó không sao. Nhưng đây là một cái con người đã có một cái uy tín rất lớn và là một người đứng đầu của DC Group. Đó, là người đứng đầu của DC Group thì đây là một cái công ty về media rất là lớn, rất là lớn nhá. Đó, và dưới trong DC Group ấy, trong network của họ, họ có đến hàng chục nghìn những idol top top, những cái người làm social media rất là lớn và sức ảnh hưởng của DC rất lớn các bạn ạ. Do vậy cái phát ngôn của bạn ấy tưởng chừng như vô hại nhưng nó lại thành một cái con dao đang hủy diệt cái tương lai của bạn ấy. Và đến hiện nay, đến ngày hôm nay thì DC Media họ cũng ra một cái thông báo, đó chính là chính thức là cắt chức của Duy Muối. Vậy thì cái việc mà đưa ra cái thông báo về xin lỗi rồi kết hợp với cơ quan chức năng để xử lý vấn đề khủng hoảng truyền thông thì đây đó là ở bước xử lý khủng hoảng truyền thông. Thì đưa ra cái thông báo về cắt chức Duy Muối và thì đây là một cái bước trong xử lý khủng hoảng truyền thông, lát nữa làm sẽ phân tích sâu hơn. Còn ở trong cái việc mà bài học chúng ta nhận được là gì? Nhận được đó chính là hãy biết giữ mồm giữ miệng. Hãy biết lưng lên đặt xuống những câu từ của mình. Và cái nội dung chúng ta làm ra, chúng ta chia sẻ ra, chúng ta cần phải có sự kiểm duyệt, chúng ta cần phải có sự soi xét. Cái điều bài học số 2 các bạn cần hình dung này, Duy Muối đã đưa ra một cái lời xin lỗi sau khi cái sự vụ đó, là một cái lời xin lỗi rằng là một cái câu giải thích đó chính là không biết về cái mất của Tổng Bí Thư. Nhưng đây là một cái lời xin lỗi, nó đứa trẻ nào cũng biết rằng là đây là một cái lời xin lỗi, nó không phải là sự thật. Nó không phải là sự thật, nó không phải là nhìn vào sự thật để nhận lỗi. Mà đây nó là một cái lời xin lỗi mang cái tính là giả biện, trắng trợn, đúng không? Ai cũng nhìn vào cái điều đó. Bởi vì cái việc mà bác Tổng Bí Thư mất đã được thông báo trên toàn bộ phương tiện thông tin đại chúng rồi. Và có rất nhiều những đơn vị báo điện tử rồi các tiktoker rồi rất nhiều người đã đưa thông tin rồi. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó cái bài đăng của cái chủ status mà Duy Muối comment ấy
là người ta đã đăng về cái sự mất mát của bác tổng bí thư mà, sao tại sao bạn này bảo là không biết về cái sự mất mát đó, đúng không? Thì cái này là cái việc đúng hay sai chúng ta đã thừa hiểu rồi, rồi chúng ta sẽ không có tiếp xúc với chuyện này nữa. Nên cái bài học số 2 ở đây đó chính là chúng ta liên quan đến vấn đề về chính trị thì tốt nhất là anh em đừng có tham gia vào, tốt nhất là những cái vấn đề nó nhạy cảm về chính trị thì chúng ta thôi né đi, chúng ta là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thì chúng ta tập trung vào cái nhiệm vụ của mình, còn về chính trị tốt nhất chúng ta tránh nếu như những cái nội dung của chúng ta không liên quan đến vấn đề về chính trị đó. Đấy là bài học số 2 bạn phải chú ý cho mình, nó như là các vấn đề về chính trị hãy tất cả chúng ta làm sao hãy tránh nói đến vấn đề về chính trị đó, bởi vì vấn đề đấy rất rất nhạy cảm, bạn chỉ cần sai một ngôn từ thôi là bạn bay màu tài khoản ngay, bạn bay màu luôn, bạn bay màu danh tiếng của mình luôn và bạn lên phường luôn đó. Nên cái đấy là một bài học số 2 mà chúng ta cần phải chú ý. Bài học số 3 ở đây đó chính là bài học về cái vấn đề mà chúng ta nhận lỗi khi mà có cái sự sai phạm đó. Khi mà chúng ta gặp sai phạm ở đây nó nằm trong mức xử lý của mảng truyền thông thì lát Nam sẽ phân tích thật kỹ, nhưng cái vấn đề nhận lỗi khi chúng ta sai là chúng ta phải thực sự là trung thực cái lỗi của mình đã sai cái gì thì hãy khoanh vùng nhỏ lại và trung thực với nó. Cái bước này là bước xử lý khủng hoảng truyền thông này, và khi các bạn đã bị khủng hoảng truyền thông rồi thì chúng ta làm sao phải xử lý khủng hoảng nó khoanh vùng nhỏ lại đến mức có thể thì mình lên mình xin lỗi chân thành thành thực và nhận trách nhiệm về cái lời phát ngôn của mình, chứ không phải là chúng ta bao biện cái lời phát ngôn đó. Chúng ta càng bao biện thì cái làn sóng phản ứng dữ dội nó càng cao khi chúng ta bị xử lý khủng hoảng truyền thông, mà ở đây chúng ta phải đứng lên xin lỗi, nhận lỗi, xin lỗi và đưa ra các giải pháp để khắc phục tình huống, đúng không? Vậy thì đấy là trong các bước xử lý khủng hoảng truyền thông. Vậy thì cái bài học thứ ba đó chính là chúng ta phải biết cách nhận cái lỗi của mình làm sao để nhận lỗi và đưa ra các phương án để giải quyết vấn đề đó. Đó, đấy là bài học số 3. Cái bài học tiếp theo ở trong vấn đề về xử lý khủng hoảng truyền thông thì với việc mà Duy xử lý khủng hoảng truyền thông thì bạn ấy sẽ làm đó chính là đưa ra một câu xin lỗi hết sức là nó nhạt nhẽo và ai ai cũng cảm thấy là bất bình với cái câu xin lỗi đó. Thì cái vấn đề về xử lý khủng hoảng truyền thông của bạn Duy này nó gặp vấn đề. Mình đánh giá ở góc độ chuyên môn, góc độ cá nhân của mình đánh giá là bạn ấy đang xử lý vấn đề khủng hoảng truyền thông có vấn đề. Đó chính là bạn ấy đưa ra một cái câu xin lỗi nó chính nó không thể chấp nhận được, sau đó là bạn ấy im lặng luôn. Và hiện nay tất cả các tài khoản của bạn ấy đã bị khóa. Thì cái bị khóa này ban đầu là bị khóa do không phải là do bạn ấy khóa và do DC Media khóa mà bị bay màu do một thế lực nào đó. Nhưng sau đó khi mà bạn lấy được tài khoản rồi thì đến hiện tại DC Media đã khóa tất cả các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội của Duy mới lại để tránh lan truyền những cái thông tin xấu độc, những cái thông tin phát ngôn nó không hay rồi cái sự phẫn nộ của cộng đồng. Đó. Thì cái vấn đề về xử lý khủng hoảng truyền thông là bạn ấy mới đưa ra được câu đó, thì đây là cái bước mình đánh giá là nó chưa chuyên nghiệp. Nếu như ở góc độ của mình thì mình sẽ đưa ra những cái thông báo rõ ràng và nhận trách nhiệm trước cái lời cái ngôn từ sai trái đó và nhận trách nhiệm trước pháp luật về cái hành vi nói sai đó, thì cộng đồng mạng người ta sẽ nhìn thấy rằng là à bạn đã biết cái việc lỗi sai của mình, bạn đã nhận trách nhiệm và bạn nhận trách nhiệm cả với pháp luật. Thì đâu chúng ta đâu cần phải nói, mặc dù họ vẫn cứ lên án nhưng chúng ta có những lời nói, có những cái bài viết hoặc là lên video đính chính lại cái hành động đó. Nên cái việc mà khi mà xảy ra xử lý khủng hoảng, cái việc xử lý khủng hoảng truyền thông ở đây ấy, chúng ta cần phải chú ý này, vấn đề khủng hoảng truyền thông nó đã diễn ra thì chúng ta cần phải làm sao khoanh vùng để chúng ta ngăn chặn cái khủng hoảng nó lan rộng ra và làm dịu đi cái cơn nóng giận của đám đông ở ngoài kia. Nên chúng ta phải khoanh vùng bằng cách đó chính là nhận trách nhiệm, xin lỗi và đưa ra phương án giải quyết. Nếu như cái bài đăng của Duy đó chính là do sự hiểu biết nông cạn về vấn đề về chính trị và do thông tin không kịp nắm bắt đã đưa ra một cái phát ngôn có thể là sai trái đó và Duy nhận thấy đây là phát ngôn cảm thấy sai trái của mình và Duy đứng lên xin lời xin lỗi trước cư dân mạng và trước toàn thể, nói chung là trước những người dân của Việt Nam đấy, xin lỗi, sau đó là đưa ra giải pháp đó chính là một là gỡ cái comment, hai là nhận trách nhiệm trước pháp luật nếu như cái phát ngôn đó là vi phạm pháp luật, vi phạm về cái vi phạm hành chính trong cái việc phát ngôn. Ở đây nó không gây ra những cái vấn đề về thiệt hại, nó không gây ra cái vấn đề về thiệt hại mà nó chỉ là cái vấn đề về cái câu nói thôi, và cái câu nói đấy làm cho mọi người cảm thấy đó là câu nói khiếm nhã và cảm thấy bất bình. Còn cái vấn đề về thiệt hại nó đang chưa gây ra, nó không gây ra vấn đề thiệt hại, nên là cái việc đi giải quyết vấn đề thiệt hại là chúng ta không có ở đây. Nhưng nếu như bạn rơi vào tình trạng là khủng hoảng truyền thông của bạn thì bạn sẽ giải quyết cái vấn đề về, bạn phải đưa ra các phương án để giải quyết vấn đề về về thiệt hại mà do cái khủng hoảng truyền thông của bạn gây ra hoặc là do cái hành động của bạn gây ra đó. Thì đưa ra phương án rõ ràng và đưa ra thời gian để xử lý rõ ràng và liên tục thông tin những cái thông báo những cái thông tin về việc xử lý khủng hoảng của bạn
thì cái điều đó nó sẽ giúp cho cộng đồng người ta nguôi ngoai dần, cho đám đông người ta nguôi ngoai dần đó. Thì cái đấy là cái bài mà cái bài học trong vấn đề về xử lý của truyền thông mà Duy đang làm chưa tốt. Tiếp theo nó là cái trong cái vấn đề về xử lý của quản truyền thông tiếp theo của DC Media. Mình thấy rằng sau khi mà vụ việc xảy ra 4 đến 5 ngày thì DC Media mới ra một cái thông báo để giải quyết cái vấn đề của Hoàng, mới đưa một cái thông báo là cách chức vị trí của Duy Muối. Thì cái hành động này nó cũng là một cái hành động để xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhưng mình nghĩ rằng DC Media đang lúng túng trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Đáng nhẽ ra là sau cái vụ việc đó nó xảy ra, nó ồn ào phát, DC Media phải làm cái việc này ngay lập tức để làm sao giải quyết cái vấn đề về cơn tức giận của đám đông, của cộng đồng ngoài kia thì nó mới là đúng. Còn đây rằng là nó xảy ra đến 3 4 5 ngày rồi thì ở các bạn ấy mới bắt đầu mới đưa ra cái thông báo, mới đưa ra cái quyết định đấy thì mình nghĩ rằng là nó hơi chậm. Đáng lẽ cái quyết định đó phải đưa ra trong ngày thứ nhất, ngày thứ hai luôn để giải quyết luôn đó. Và cái việc mà mình nghĩ rằng DC Media đang xử lý khủng hoảng truyền thông nó đã chậm rồi. Cái thứ hai nữa là cái hành vi, cái câu từ nhá, ở câu từ ở trong đây là họ nói rằng là cắt chức là một, là phải cắt chức của Duy Muối. Thứ hai nữa là kết hợp với cơ quan chức năng để xử lý sai phạm. Ok, mình thấy cái đoạn này là các bạn làm được nhé. Các bạn ấy làm đúng, rất rất đúng cái câu từ đoạn này. Đó chính là cắt chức và kết hợp với cơ quan chức năng để xử lý sai phạm. Đó, thì cái đoạn này các bạn chú ý rằng là chúng ta đưa ra giải pháp, và ở đây DC Media họ cũng đưa ra giải pháp để xử lý. Đó chính là kết hợp với cơ quan chức năng. Thì mình thấy rằng là đây nó là một cái câu từ đúng. Mặc dù nó cũng khá là muộn khi mà cái khủng hoảng truyền thông nó lan rất rất là rộng như vậy, nhưng mình cũng thấy rằng là họ cũng đã có cái sự nhìn nhận của vấn đề và cũng đã đưa ra các phương án để xử lý. Còn việc là cơ quan chức năng sẽ vào làm cuộc như thế nào thì hiện nay cũng chưa hề có một cái thông báo nào cả, cũng chưa có một cơ quan chức năng nào đứng ra là mời Duy Muối đi uống nước trà cả. Bởi vì trong cái vấn đề về 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 xét về cái câu nói đó, nó về cái căn cứ pháp lý của nó thực sự là nó nằm ở cái mạng giữa, tức là nó vẫn gây ra phẫn nộ rồi nó gây ra cái điều mà nó gọi là khiếm nhã, cái câu nói khiếm nhã. Nhưng để xét về luật pháp thì từng ngôn từ, từng chữ, bởi vì cái câu nói của bạn ấy không phải là bôi nhọ danh dự hay là nói xấu chính trị gia, thì vấn đề sai phạm của Duy ở đây cao nhất nó cũng chỉ là xử lý vi phạm hành chính thôi, và mức cao nhất trong vấn đề về phát ngôn và vi phạm này nó là mức cao nhất là 30 triệu đồng thôi, tức là xử phạt 30 triệu đồng thôi. Còn cái điều quan trọng nhất ở đây đó chính là cái mất của Duy ấy, đó chính là cái niềm tin của cộng đồng mạng. Cái thứ hai ấy, là cái sức ảnh hưởng của bạn đấy với cái cộng đồng mạng. Và cái thứ ba ấy, đó chính là nó ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và tới DC Media. Mình thấy rằng là đây là sự mất mát rất rất là lớn. Và sau khi vụ khủng hoảng truyền thông này thì lại phải mất rất lâu nữa thì DC Media họ mới có thể gây dựng lại cái uy tín, cái tên tuổi để kéo lại với cái sức ảnh hưởng như bây giờ của họ. Thì tổng kết lại, chúng ta nhận được bài học gì? Ở đây là bài học là một, nó chính là mình giữ gìn cái uy tín của chính mình bằng cách đó chính là lâng lên đặt xuống những cái ngôn từ khi chúng ta phát ngôn ra cộng đồng, và tránh làm những cái nội dung nó liên quan hoặc là những cái gì nó ảnh hưởng đến vấn đề về chính trị, bởi vì cái vấn đề chính trị nó hết sức là rắc rối, nó hết sức là phiền, nên là chúng ta tránh nó ra, tránh xa ra anh em, tránh xa ra để đảm bảo mình. Cái điều số 2 đó chính là khi mà chúng ta làm cái gì ấy, chúng ta phải lâng lên đặt xuống, khi mà phát ngôn trên mạng hoặc là khi chúng ta làm nội dung thì phải lâng lên đặt xuống cái nội dung của mình để tránh ảnh hưởng vấn đề về chính trị. Cứ vấn đề chính trị mình xin các bạn đó chính là lé nó ra. Điều số 3 đó chính là khi bạn bị rơi vào tình trạng là khủng hoảng truyền thông thì bạn phải biết cách đó là phải làm sao chúng ta khoanh vùng lại, nhận lỗi của mình, khoanh vùng cái vấn đề về lỗi. Các bạn đừng nói rằng là cái phát ngôn của tôi là sai rồi cái hành động của tôi là sai, mà bạn khoanh vùng lại, nhỏ nó lại đó, khoanh vùng nhỏ nó lại. Ví dụ như là trong rất nhiều những cái câu từ thì có một vài câu từ của tôi nói nó không chính xác, chứ không phải mình khẳng định luôn là cái phát ngôn của mình là sai, mà cái một trong một vài câu từ sử dụng nó chưa được chuẩn mực hoặc là chưa được đúng thì cái việc này nó sẽ khác hoàn toàn so với việc câu từ bị sai. Chúng ta khẳng định là chúng ta chết đó, nên việc khoanh vùng lại xử lý và nhận cái lỗi, nhận cái trách nhiệm mình và đưa ra phương án giải quyết để làm sao xoa dịu đám đông trước, tránh tình trạng nổ tung tét rồi thì chúng ta mới đi xử lý, nó rất mệt. Điều số 2 trong việc vấn đề về xử lý khủng hoảng truyền thông đó chính là chúng ta không che giấu hay là chúng ta không cố gắng là lái đám đông đi ra một cái hướng khác. Vì khi mà chúng ta lái đám đông đi ra một hướng khác, đám đông người ta hiểu chứ, cộng đồng người ta hiểu chứ, họ không phải là đứa trẻ con mà chúng ta thích nói thế này, thích nói thế kia được, họ nhìn thấy hết. Nên là chúng ta đừng cố gắng lái cái điều đấy hoặc đừng lảng tránh cái vấn đề về sai phạm của mình, cái vấn đề về khủng hoảng của mình, mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật.
Điều số 3 trong cái vấn đề về xử lý khủng hoảng truyền thông ấy, đó chính là giải quyết nó càng nhanh càng tốt. Ở đây DC Media đã đưa ra những cái giải pháp xử lý khủng hoảng truyền thông khá là chậm, nhưng tuy nhiên mình thấy những cái vấn đề mà họ đang đưa là nó cũng khá là tốt rồi. Nói chung là họ cũng đưa từ cái bài rồi đưa về những ngôn từ, những cái câu từ khá là tốt. Và cái bài học số 4 ở đây thì cái thông cáo mà bạn đưa ra để xử lý khủng hoảng truyền thông nó giống như một cái thông cáo báo chí, và khi mà bạn đưa một cái thông cáo này ấy, nó cần phải cái ngôn từ nó hết sức là chặt chẽ, nó hết sức chặt chẽ và đưa ra những cái giải pháp để làm sao cho người ta nhìn và người ta hiểu ra cái vấn đề, để cái cơn nóng giận nó bắt đầu nó nguôi ngoai đi đó. Nên cái việc mà bạn cần phải có những cái sự chuẩn bị cho việc mà khủng hoảng truyền thông của mình, chuẩn bị cho những cái phát ngôn của mình hay những cái ứng xử của mình khi mà chúng ta có thể bị rơi vào khủng hoảng truyền thông, thì những cái vấn đề này các bạn cần phải có những sự chuẩn bị sẵn, tránh tình trạng khi chúng ta rơi vào khủng hoảng truyền thông rồi chúng ta rối và chúng ta sẽ không biết như thế nào và phát ngôn linh tinh thì khủng hoảng nó lại càng lên khủng hoảng đó. Giống như cái việc mà Duy đưa ra một cái bài xin lỗi, nó cảm thấy rằng là cả cộng đồng người ta ghi nhận rằng là đó là một cái xin lỗi nó mang tính rằng là kiểu như là lừa dối trẻ con. Nên cái việc mà chúng ta cần phải có những cái phát ngôn chuẩn mực, chúng ta phải chuẩn bị những cái vấn đề ứng xử khi mà chúng ta có thể xảy ra khủng hoảng truyền thông là chúng ta cần phải nghĩ đến trước, lên kịch bản trước, những cái nội dung chúng ta cũng phải nghiên cứu trước để tránh tình trạng mà chúng ta bị rơi vào khủng hoảng truyền thông và lúc đó rất là khó chữa. Rồi, video của Nam đến đây là kết thúc rồi, và đây là góc nhìn cá nhân của Nam nhé. Còn các bạn có các góc nhìn khác thì hãy comment bình luận bên dưới. Và qua video này, Nam cũng mong muốn rằng các bạn hãy giữ vững được cái thương hiệu cá nhân của mình, bảo vệ tốt cái thương hiệu cá nhân của mình, tránh đưa cái mồm miệng của mình đi chơi xa quá anh em nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.